trợ và sự hiện diện của các đơn vị tham gia liên hoan, các bạn đoàn viên thanh niên và đặc biệt là bà con nhân dân cũng như du khách đến xa cũng đã tới tham dự. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn và nồng nhiệt chào đón. Các bạn đã xem video, các bạn đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông để nhận thông báo video mới nhất từ kênh của mình nhé. Chào các bạn.
Vâng.